xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng John cho mọi người xem qua sức mạnh trong phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy nó như thế nào. John sấy cực mạnh. Mạnh là thời điểm cuối game nhá, chứ còn đầu game thì mình sấy không mạnh đâu. Chất tướng lết mà. Ê cha, Tu Len giang cướp rừng à, anh em đâu rồi, Kiểm Lâm đâu? Cái tầm này kể cả Tu Len. Ui dồi ôi, thôi bị vào vây thế này chạy được đi đâu? Bạn định đi đâu? Ui, mình có tốc biến mà. Và đây là chén cơm lậu, chén cơm đầu. Thơm phức. Tiếp tục là quay tiếp và làm nốt mạng của Violet. Ê ê, lách. Ây da, lách. Ây da, lách từ từ anh ơi. Em lách dẻo. Thôi, Kimuchi. Chết mất rồi. Không biết là các bạn đã biết gì chưa, nhưng mà mình cũng phải gọi là nhắc xíu với tất cả các bạn. Làm sao các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe thật là tốt. Do bây giờ đang có một cái bệnh dịch, đó là dịch virus corona. Hiện tại thì đã có khá là nhiều trường đại học cho nghỉ, cho sinh viên nghỉ học rồi. Vậy nên làm sao các bạn ra đường thì các bạn cố gắng làm sao mà giữ gìn sức khỏe bằng cách phòng tránh, bằng cách đeo khẩu trang này. Và sau đó là rửa tay sạch sẽ bằng xà bông. Rồi rất là nhiều những cái cách vệ sinh cho bản thân được sạch sẽ để giúp cho chúng ta có thể phòng tránh được cái dịch bệnh corona nha. Đầu xuân năm mới mà tự nhiên có cái dịch này cũng cảm thấy hơi buồn các bạn, tại vì cũng ít được đi du lịch, ít được đi du xuân. Thôi thì ở nhà xem video clip của mình cũng được. Nào, Butler Violet team bạn. Trời ơi, team mình mạnh mẽ quá. Làm sao mà tranh thủ ép luôn cái trụ này thôi. Team mình đâu mà. Đánh chúng ta tập trung ép trụ. Với trang bị của vị tướng John trong trận đấu ngày hôm nay thì đầu tiên là mình lên cái giày du mục cho mọi người nha. Tiếp tục là một trang bị tăng tốc đánh cho vị tướng này, đó là kiếm Fenrir tiếp. Và sau đó là trang bị thanh kiếm để bắn chí mạng. Hiện tại thì John mạnh mẽ hơn do là nó có thêm được cái sát tương chuẩn khi bắn nội tại vào tướng địch. Đấy, sấy nội tại vào tướng địch chúng ta sẽ sấy ra sát tương chuẩn chí mạng. Chứ còn bắn vào lính thì như là không có. Tiếp tục là trang bị kiếm Muramasa xuyên giáp và cung tà ma tăng thêm khả năng hồi phục máu. Trang bị của cung là giáp mạnh nha. Trận đấu này support team mình là Aletter. Aletter, thế nên là nó không chế được ấy. Thôi, chết tôi rồi. Từ từ nha, cố gắng làm sao đợi Quyền Vương xuống ganh. Quyền Vương xuống ganh là chúng ta ốp luôn, nhưng ông Quyền Vương không dám vào. Super Dilator thì cũng có điểm lợi, đó là có khả năng khống chế được, khống chế tốt. Nhưng mỗi tội là máu giấy. Để mà Arthur lên mở giao tranh, ví dụ như để mà so với đỡ đòn ba đu hoặc những vị tướng khác thì hơi bị khó. Toàn máu giấy mà. Chỉ sợ là Arum team bạn khóa vào thôi. Thôi có nhà cứ về đi cho an toàn. Và đặc biệt là hiện tại trong phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy thì đối với tướng John không có sự thay đổi về sức mạnh nha mọi người nha. Mình check là không có sự thay đổi đâu, đó là phiên bản hiện tại. Làm sao đánh John thì cố gắng để ý map, check map. Tại vì lắm lúc chúng ta vẫn có thể ăn mạng được từ xa nhờ chiêu cuối. Đang có cửa Quyền Vương, cả Vocat đây. Cứ thả thính cho team bạn lên cao, ộp luôn. Đúng rồi, có đồng đội vào là ộp luôn. Giời, lên bảng thôi. Đấy, người ta phải chơi kiểu úp soạt như vậy. Tranh thủ ăn luôn cái con rồng này. Hiện tại thì team bạn cũng có Tu Loan, có Jill ở đây. Nhưng mà nên nhớ là team mình hơn người. Có cả Fedez team mình cũng gần đây rồi mà. Ok, có rồng. Quánh luôn anh em, sợ cái gì. Động vào chúa tể Vocat thì không cho nó sống. Lên bảng, đây là mạng thứ hai. Ôi, phải nuôi cho mình béo. Zon mà béo thì các bạn biết là nó cũng không ngán cả đỡ đòn đâu. Sấy cả đỡ đòn. Nào từ từ Vocat ơi. Dìu ơi, ui giời máu có dìu, ui sát thương chuẩn. Ui giời, ui giời, ôi giời. Mình có chiếc cuối rồi, chạy đi. À hi hi. Không chạy nổi luôn. Bảo rồi mà. Ngắm chiêu cuối chuẩn xác là chúng ta có mạng liền. Còn tầm này thì Violet thì xác định bỏ trụ, tôi làm sao giữ được cái trụ này nữa. Thôi lấy xong trụ về luôn nha. Adapter về. Đánh làm sao được nữa. Trời ơi lại kéo nó về đây. Không sao, có cả Quyền Vương team mình mà. Mỗi tội nó trâu ra man. Thế thì chịu chịu, bỏ 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 bỏ. Cẩn thận nhá. Ôi trời ơi,
Thế là vừa sau là Quyền Vương đỡ cho mình à? Quyền Vương đỡ cho mình phát là bạn ấy mất luôn cái liềm tử thần. Bằng này máu là mình vẫn thủ được cái trụ. Chơi John thì điều đáng ngại nhất mà khiến cho nhiều người hạn chế chơi vị tướng này đó là vị tướng này không có cơ động. Mặc dù là nó sử dụng kỹ năng nó vẫn được tăng một chút tốc độ di chuyển. Và John bây giờ cũng được tăng thêm khống chế, đó là sử dụng kỹ năng thứ nhất trúng mục tiêu, trúng tướng địch sẽ làm choáng. Ngày xưa khi mà chơi John thì chiêu 1 này bắn trúng mục tiêu không bao giờ choáng đâu các bạn ạ. Nếu các bạn chơi John từ đời đầu thì không có đâu. Đấy, được chỉnh sửa đó là tăng thêm khống chế với tốc độ di chuyển một xíu rồi. Úi giời ơi, bây giờ mới thấy điểm lợi của Alistair. Chạy đâu còn sâu, mình đã đầu tư là phải có mạng. Nhưng mà thường thường nếu mà John mà gặp những vị tướng sát thủ như là Nakroth, như là Murad, như là Karnak thì rất là dễ bốc hơi, rất là khó để chạy được. Do là nó không có kỹ năng kiểu như là lướt hoặc là nhảy gì đó, mà nó chỉ có là tăng tốc độ di chuyển một xíu thôi sau khi mình sử dụng kỹ năng thứ nhất trúng mục tiêu. Sấy rất là đau, sấy rất đã luôn này, bá đạo rồi. Chỉ cần team mình khống chế lại và sau đó là cứ đứng đằng sau mà sấy nội tại. Tập trung được rồi anh em ơi, team bạn ép đường giữa đây này. Ok, có thanh kiếm. Và sau trang bị thanh kiếm này thì mình sẽ lên đó là kiếm Muramasa. Tăng thêm xin giáp, tại vì team bạn rất là trâu. Nhìn Arum đi, không có lính để đẩy trụ gì cả. Tulet, cái gì đấy? Trời ơi. Rất là khó hiểu các bạn ạ. Không hiểu thì sao bạn ấy lại lướt qua tường. Ép luôn trụ này thôi. Khi mà không có ai thủ trụ thì chúng ta cứ tao cùng mà ép trụ. Kể cả Violet bây giờ làm sao mà thủ được cái trụ này. Tiếp tục ép luôn, ép nữa. Đấy, khống chế vào là sấy liên hoàn. Ôi dồi ôi, mù mắt tới quá. Quẩy quả chiêu cuối phát đấy là hơi bị mù mắt. Nhưng dù sao thì cũng có thêm một cái trụ nữa. Nào, móc đằng sau anh em, móc đằng sau. Bây giờ là có Arum yếu máu. Đấy, thêm cả Frontino, sấy cả Frontino, nhìn này, sấy đại. Ui giời ơi. Một sấy. Tiếp tục đây. Ui, sấy rất đau bạn ạ. Bắn từ xa không chết được, phí quá. Hầu hết là vô tận tên của mình đều gây ra được sát thương chuẩn. Tầm này là late game rồi này. Cái tầm này là late game rồi. Team bạn cứ hổ báo lên cao là nguyên cái vô tận tên vào mặt tu len nửa cây máu xương xương. Chỉ là xương xương vậy thôi. Có thể nếu mà ép lát nữa mà khó ép được tà thần. À đâu, mình xin lỗi, khó ép được chủ thì ăn tà thần. Ăn tà thần dễ ép. Và bụi núp đi bạn ơi. Đó, chúng ta cứ đứng đây và chờ đợi team bạn đi vào trong bụi. Ây Alistair, trời ơi vội vậy. Nhìn Florentino này. Nhìn này, nhìn sấy này. Ui giời ơi, máu, ui giời. Sấy này thì ai chơi được à trời. 7 mạng rồi. Tulen nha, mình không cứu được Alistair rồi, lần này thì bạn ấy chết mất rồi. Không cứu được. Ui giời, thêm cả Zil, Zil muốn chết à? Nhìn sấy Zil đây. Hãy xem đây, trời ơi, chết, sấy, sấy rất xa và mình có mạng. Tulen chạy đâu, đứng trên là đứng ở đây bắn thôi. Công việc còn lại của Verret. Quét sạch hoàn toàn. Đấy, late game đấy. Mặc dù là mình chưa full đồ đâu, mình còn thiếu 2 trang bị nữa thôi. Làm sao cứ làm một cái đường lý siêu cấp trước đã. Kể cả Arum vào đây, sấy Arum. Đấy, nhìn máu Arum này. Nhìn máu Arum đây. Sát tương chuẩn vậy cũng gọi là rất là nổ, rất là ghê. Có một đường rồi. Thôi anh em lấy nốt đường thứ hai này. Ép luôn đường thứ hai. Nhìn Florentino bỏ trụ đó bạn ơi. Bản thân mình vẫn có liềm tử thần.
Thế là team bạn ngán, ngán lắm trời. Ok, vào đây sẽ là đường lên đánh siêu cấp thứ hai. Thích thì cho team bạn nhà như cái sân bay ba đường luôn cho nó sợ. Cái đường kia nó còn xí máu thôi, lấy nốt cái đường kia là ok. Ok, ba đường lính siêu cấp rồi. Mình chỉ cần một người vào mở combat, giữ vị trí đằng sau, sấy nội tại vô tận tên. Toang cả đội hình team bạn luôn, toang thật sự, bốn người bốc ơi. Còn Violet này, em còn liềm. Nhưng mà hết lính rồi, từ từ đợi đợi lính lên rồi chúng ta quẩy luôn thẳng nhà. Nhìn hồi máu này. Úi giời ơi ôi. Đấy là mình kích hoạt cái cung tà ma. Ok, và video clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Đây là sức mạnh của anh chàng John trong phiên bản pháp sư trỗi dậy. Các bạn có thể mang vào John để có thể leo danh hiệu quả. Và đặc biệt là hãy ghi nhớ làm sao cái lời nói của mình. Đó là các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng cách ra ngoài đường đeo khẩu trang vào. Và về nhà vệ sinh chân tay, vệ sinh cá nhân là tốt bằng cách là sử dụng xà phòng để có thể tránh được cái virus corona. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau. Tạm biệt người, bye bye.